Giờ là giờ công bố kết quả nha cả nhà. Best Street Style. Trước hết, như các bạn biết, hôm nay tôi rất là vinh dự và rất hân hạnh được mời làm giám khảo trong 6 ngày để đánh giá những cái gu thời trang theo cái gu của tôi thích. Nhưng mà trước hết tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã chịu khó đóng được và diện đồ rất là được mỗi người một phong cách để đến đây để tham gia cái buổi Street Style ngày đầu. Hôm nay là tôi đánh giá theo cái gu thời trang của tôi, chứ không phải là những cái gì tôi không đánh giá là cái đó xấu. Mỗi người một gu khác nhau, một tiêu chuẩn khác nhau. Chứ những cái bạn nào mà không được giải thì đừng có buồn nhé. Tại vì cái đó là mỗi người một sáng tạo. Thì tôi hôm nay tôi nghĩ có lẽ tôi nghĩ theo cái gu của thời gian của tôi mặc hôm nay mà chưa chắc mọi người đã thích, nhưng mà cái quan trọng là tôi thích thì tôi sẽ lựa như thế này đó. Thì nhân thể đây tôi sẽ thông báo là có 3 giải, giải nhất, giải nhì, giải ba là những cái giải tôi lựa mà rất là mau, chỉ 1 phút thôi là tôi đã lựa. Giải nhất là bạn La Linh, là bạn tại vì tại sao tôi lựa cái bộ này, bởi vì đối với tôi thì như các bạn biết là tôi sống và lớn lên ở Paris, và năm nay tôi gần 70 tuổi rồi. Thì cái gu thời trang của tôi luôn luôn nói là thời trang chứ không có hóa trang. Thì thời trang một khi mình mặc thì mình có thể mặc buổi sáng, buổi tối, ban ngày. Chứ vẫn biết là thời trang có nhiều cái sáng tạo, nhưng mà cái này gọi là street style là mình mặc mỗi ngày. Mình có thể mặc ra đường mỗi ngày chứ không phải là chỉ mặc để chụp hình. Thành ra tôi thấy bạn ăn mặc rất là đơn giản, tối giản, không có thiếu phần thời trang. Thì tôi lựa bạn này là số 1. Phần giải nhì là Minh Tấn, Minh Tấn là bạn này. Thì đối với tôi rất thích những cái gì đơn giản, tối giản, những cái màu tối này, màu đen này, màu đơn giản. Và giải ba là Huỳnh An, là Huỳnh Ân là đây. Dạ. Là tại sao tôi lựa cái bộ này? Thì tại vì cái bộ này là nó làm cho tôi nghĩ lại cái thập niên 70 ở Paris. Thì những thập niên 70 là người ta hay mặc cái họa tiết này, người ta mặc cái nón này, đôi giày này. Thì hôm nay là cái sự lựa chọn của tôi như vậy. Mà không có nói lên những cái người khác là không có phải đẹp, là không phải là không đẹp. Nhưng mà cái sự ngày mai tôi sẽ lựa kiểu khác. Để có 6 ngày để các bạn cứ thoải mái và sáng tạo. Ngày mai tôi sẽ lựa thoải mái hơn. Còn hôm nay là ngày đầu thì tôi sẽ lựa những cái gì nó tiêu chuẩn, những cái gì nó đơn giản, tối giản nhất đối với tôi. Và xin cảm ơn mọi người. Cái này là cho bạn đứng lúc. À đây, quà tặng. Các bạn cứ an tâm, nếu mình đam mê thời trang dù bất cứ tuổi nào mình vẫn đam mê được. Chứng minh là hiện tượng là tôi gần 70 tuổi nhưng mà tôi vẫn đam mê thời trang. Mỗi ngày tôi vẫn sống về thời trang, mỗi ngày tôi vẫn chia sẻ cho đi những cái hiểu biết, những cái trải nghiệm của tôi cho tất cả. Tôi chỉ ước mong là giới trẻ Việt Nam trong vài năm nữa không thua gì những giới trẻ bên Paris hay là
Mỹ hay là bên Nhật hay là Hàn Quốc thì cứ cố gắng. Nếu mình thích thì mình bằng. Sợ các đánh giá mình không thích thì mình cứ bằng. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với bếp xiết tay hôm nay nha. Mọi người ngày mai. Ngày mai cứ sáng tạo lên, cứ thích thì cứ mặc. Tôi sẽ nhấm theo tiêu chuẩn khác. Rồi chúc mừng La Linh nè, cảm xúc sao? Rất là vui và hào hứng và mọi người chờ đón vào ngày mai nha. Ngày mai sẽ bùng nổ với style khác đi ha. Dạ. Ok. Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng chàng trai. Cảm xúc sao nè? Dạ em rất là vui. Mai có quay lại không? Dạ. Ok. Bạn của em đi chung hả? Dạ. Nhà thiết kế. Nhà thiết kế luôn. Ok. Cảm ơn em nha. Mai nhá. Ngày mai. Ngày mai anh mặc sao để giải thích đi chứ. Ok. Đặt. Xong. Thank you mọi người. Có thể giới thiệu về mình cũng như là về cái bộ trang phục của mình đang mặc theo phong cách này. Hôm nay em mặc luôn vest nhưng mà em là tên Minh Tâm. Minh Tâm. Tại sao bạn chọn cái outfit khá là đơn giản về màu sắc cũng như là style như vậy? Em theo ưa chuộng theo màu sắc là đơn giản. Có phải là do giám khảo năm nay là anh Thuận cho nên là ảnh là chuộng cái style đơn giản đó? Có cái ý đồ ý đồ đó đúng không? Chứ bình thường em có thích cái style này không? Dạ có, bình thường em cũng rất bình thường cũng thích. Rồi chúc cho em sẽ chiến thắng trong cái cuộc thi hôm nay ha. Cảm ơn. Rất là đơn giản mà nhìn cũng xuất sắc nè. Cảm ơn em. Em tên Minh Tân. Tên gì em bên? Hello mọi người, mình tên là Nguyễn Tiến Sĩ, hiện mình đang là sinh viên năm 2 trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì mình rất là hào hứng khi đến với buổi The Best Freestyle lần này của Vietnam International Fashion Week. Giới thiệu về cái bộ này đi là theo phong cách gì? Thì đúng như tiêu đề của tuần lễ thời trang năm nay á, là theo kiểu phong cách của thời trang thu đông. Mà thật ra thời tiết Sài Gòn thì cũng nghĩ là không có hợp với thu đông cho lắm, nhưng mà em nghĩ theo kiểu như là thời trang pha thời tiết á, nên là em nghĩ là bất chấp mọi hoàn cảnh nào thì em thích theo kiểu là em
em thấy đẹp và đúng theo tiêu chuẩn của năm nay là thời trang mùa đông, thì em diện tên mùa đông phục này. Chào các bạn, mình tên là Trần Công Lĩnh, mình cũng là sinh viên năm 2 của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh này. Bộ đồ đi. Bộ đồ à? Cái bộ đồ hôm nay mình sẽ lấy cảm hứng cũng là mùa, đây là mùa thu, đây là mùa đông nha. Mùa đông. Thì các bạn giữ quần bò ống rộng và một chiếc áo sơ mi bò luôn và một cái khoác. Ok. Xuất sắc. Nhấn là. Rồi chúc hai bạn sẽ có được cái thành tích tốt trong hôm nay nha. Dạ em cảm ơn. Rồi con xin một kiểu ngang nữa thôi. Kiểu nào ạ? Kiểu ngang ngang. Hôm nay mình chấm cái buổi street style hôm nay thì mình sẽ dựa trên tiêu chí nào để chấm các bạn? Thì hôm nay anh rất là vinh dự với hân hạnh được chia sẻ những cái khu thời gian của anh với Fashion Week của Việt Nam. Tại vì cái Fashion Week này là anh theo dõi từ lúc nó mới sáng tạo là tới nay là 8, anh nghĩ là cỡ 7-8 năm rồi. Thì cái tiêu chuẩn nó, một khi đã mời anh thì anh sẽ làm, anh theo không chỉ theo cái tiêu chuẩn của anh. Cái tiêu chuẩn của anh thời trang là lúc nào cũng lịch lãm, tối giản, đơn giản và lịch thiệp. Chưa, anh luôn dùng một cái slogan là thời trang chứ không có hóa trang. Anh không có thích mỗi người một sở thích, nhưng mà cái sở thích của anh là không có hóa trang, là thời trang. Mình mặc cái gì cho nó đẹp, cho nó lịch lãm, cho nó sang trọng. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, không có gì ạ. Vâng. Em có thể giới thiệu về mình cũng như là cái ý tưởng bộ trang phục của mình theo style nào? Hello mọi người, tại vì hôm nay là được một bạn của em rủ tới nên là có đồ gì thì khoác lên người hết thôi, thì tất cả đều là local brand hết, không có cái nào, chỉ có tới hàng hiệu một xíu, tầm giá 10 triệu đổ lại thôi. Quà tặng của chương trình. Dạ vâng. Em tên gì? Dạ em tên Thủy ạ. Em yêu thích thời trang ha. Vâng. Rồi. Cảm ơn em nha. Chúc em may mắn bữa nay. Giới thiệu một chút xíu nha, rồi giới thiệu cái phong cách hôm nay mình chọn như thế nào á. Bạn tên gì? Mình là An Nam. An Nam. Công việc hiện tại của mình là trợ lý thiết kế và model. Còn bạn? Mình là Hoàng Mai. Bao nhiêu năm mình đang làm ở trong công ty. Mình đang mặc bộ office thiết kế của Cũ La La. Và cũng là nơi mình đang làm. Thì hai bạn trông đợi gì ở cái mùa street style hơn năm nay? Mình nghĩ là mình trông đợi những thật nhiều ở cách đẹp và
trong đợi sẽ có những cái phần hấp dẫn từ chương trình. Ồ, cái này là mình tự chuẩn bị luôn phải không? À. Hay có ai tư vấn cho mình không? À, mình mỗi này tự lên ý tưởng. Tự lên ý tưởng luôn. Rồi mình quay chút xíu nha. Quá đẹp luôn. Rồi tạo dáng tí xíu đi, lắc qua lắc lại vậy đó. Ok. Tham gia người mẫu không? Dạ có. Có. À, mùa Fashion Week này có gì không? Dạ em có cast nhưng mà em mới cast được một mới được hai nhà. Cao quá nè.